Rồi, mình xin chào các bạn. Hôm nay mình chặt quả nhau để uống nước hàng ngày nhé. Rất là tốt cho sức khỏe. Nước ai có ấy thì lấy quả nhau chín này ép nước nhau uống cũng rất tốt nhé. Ai chịu khó uống được uống nước nhau ép nhau rất là tốt ạ. Giờ mình chế biến để phơi khô để uống nước thôi, thì cả nhà ai cũng dùng được, rất là cứng ạ, quả nhau già nó chín rất là cứng ạ. Còn không, chúng ta lấy quả nhau chín này chúng ta ngâm với đường, chúng ta ngâm đường chúng ta dùng cũng rất tốt ạ. Đây quả nhau chín này, chín nó mọng nước thế này, cắt rất là mềm. Chín này nó cắt nó mềm lắm. Đây quả này là quả chín hết rồi. Đây quả chín này, chín này chúng ta chỉ cần bẻ ra thôi. Chúng ta phơi, nào khô chúng ta rang lên, chúng ta pha nước chúng ta dùng dần. Quả này quả xanh, quả này ương ương, sắt nó cũng hơi cứng. Ta thì có phép mỏng mỏng tí nhá. Đó, chúng ta phơi thật khô xong rồi rang lên uống nước rất tốt ạ, được nhiều bạn lắm ạ. Quả nhau này dùng rất là hiệu quả, còn ngâm rượu uống cũng có tác dụng lắm. Nhưng mà này mình ngâm để mình cắt để mà cho cả nhà đều uống được, rất là tuyệt vời. Cái hạt nó cứng lắm. Sắp này trời nắng là mình phơi khô nhé. Phơi khô xong rồi mình rang lên. Phơi khô xong mình rang lên xong rồi. Để thơm mình pha nước mình uống nhé. Pha nước giống như pha trà uống hàng ngày đó. Rất là tốt cho sức khỏe. Tác dụng của quả nhau rất là tốt, tuyệt vời luôn. Cái thuốc quanh vườn. Cái hạt này thì nó cũng dễ trồng thôi. Ta bỏ vào cái hạt chín này nó lên. Lên ngay. Ngày mai mình phải bỏ một mớ hạt để về trồng mấy cây, đưa lên vườn để trồng. Cái nhỏ này thì nó cũng đất khô, nó cũng quả, nó cũng có quả, nó quả hơi bé, còn mà đất mà nó ưa nước, có nước nhiều á, quả nó bự bự nữa không ạ. Tuyệt vời luôn. Quả nhau thì nó chữa được nhiều thứ bệnh nhé. Cả nhà ai muốn tìm hiểu thì lên các kênh để tìm hiểu về thảo dược nhé. Nhưng mà nói cái quả nhau thì nó dùng rất là hiệu quả, rất là tốt, cho rất là nhiều thứ bệnh. Đó, như tiểu đường cũng dùng được này, rồi cao huyết áp cũng dùng được này, đại tràng thì chúng ta cũng dùng, xương khớp chúng ta cũng dùng được, nói chung là dùng rất tốt ạ.
này độ HP cao nó cũng dùng tốt lắm nha. Rất là đẹp nhé, cắt rất là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn, tuyệt vời. Chắc cái này cũng hơi lâu đây. Này, hạt nó nhiều này, cái chất các cái chất dưỡng chất trong cái quả nhào này rất là nhiều kháng chất nhá. Quát bị để đệm đau nhức xương khớp, uống cái này được nhá, rất tốt nhá. Đấy, chúng ta rửa sạch thì chúng ta đưa đi sấy cũng được. Các cái lò sấy hoặc đưa đến cái lò bánh mì người ta sấy cũng được đấy. Sấy thì nó nhanh hơn. Sấy xong rồi chúng ta rang lên cho nó vàng. Còn chúng ta sấy rồi nó khô. Quả tươi thì cái mùi nó hơi khó ngửi, nhưng mà nếu mà ngâm với đường ấy, thì nó rất là thơm. Chữa bệnh thì rất là tuyệt vời, chữa được nhiều thứ bệnh lắm. Thử quả nhau này, chúng ta thì quả nhau thì mình mua rồi thì chúng ta chỉ cần rửa sạch rồi thái lát như thế này, chúng ta phơi. Còn ai có điều kiện thì đi sấy. Đi sấy thì nhanh hơn. Còn nắng thì nếu mà như nắng mùa tháng 5 thì nhanh khô lắm, không cần sấy cũng được. Còn đây mình cắt xong mai mình có nắng thì mình phơi, còn không mình đưa ra mấy cái chỗ mà dịch vụ làm bánh mì ấy, mình sấy đi, xong về dùng cho nhanh. Sắt càng mỏng thì càng nhanh khô đó. Còn như này có máy để ép lết trái cây, mình ép ra mình bỏ tủ lạnh mình dùng dần cũng được này. Ai chịu khó uống được nước tươi này thì rất là tốt đó, rất là hiệu quả nhé. Được nhiều thứ bệnh lắm ạ, rất là hiệu quả mọi người ơi. Từ cái quả nhào này chữa bệnh rất là nhiều, rất là tác dụng cho nhiều loại bệnh nhá. Còn cái lá nhào nó cũng chữa được bệnh cho mọi người. Cái lá nhào làm
chặt lưng thì lấy cái lá hay về xào lên cái giấm rồi bóp cũng được, tuyệt vời lắm. Còn cái quả nó càng tuyệt vời hơn, nó nhiều chất dinh dưỡng, trong quả nhỏ rất là nhiều chất dinh dưỡng nhé. Hoặc là chúng ta có thể thái nhỏ này, chúng ta sấy, sấy chúng ta đi xay nhỏ ra, chúng ta lấy bột chúng ta dùng cũng được, rất là tốt ạ. Chúng ta lấy bột cái quả nhỏ này, chúng ta xay, chúng ta lấy cái khô, chúng ta sấy khô đấy, chúng ta xay thành bột luôn, chúng ta tán thành bột, ta pha với nước chúng ta dùng cũng rất là tốt ạ. Đấy, cũng nhiều phết đấy. Nguyên một cái rổ này cắt nhiều không hết đâu. Mình ạ. Mình chia sẻ cái video này lên cho tất cả mọi người, chúng ta ai nhìn ai xem được thấy cái video này thì từ cái tác dụng của cái quả nho này thì xin chia sẻ và hướng dẫn nhiều người được biết đến để chúng ta dùng. Mong cho tất cả mọi người chúng ta ai cũng được khỏe mạnh, ai cũng được bình an, ai cũng luôn luôn được gặp nhiều điều may mắn. Luôn luôn được đủ đầy, luôn luôn hạnh phúc. Chúng ta thì phải luôn khỏe mạnh cái đã, để chúng ta lúc đó chúng ta làm cái gì cũng được. Trước hết thì chúng ta phải luôn luôn khỏe mạnh đó, rồi sau đó thì chúng ta sẽ, mọi người sẽ ai cũng được gặp may mắn, ai cũng đủ đầy trong công kinh tế rồi sinh hoạt chúng ta sống trên thế gian này, chúng ta ai cũng mong muốn được khỏe mạnh cả. Thì chúng ta thấy ai mà bị ốm đau gì thì chúng ta lấy cái quả nhỏ chúng ta dùng cũng rất tốt này. Chẳng hạn như bị đau nhức xương khớp hoặc là vì độ pH cao này hoặc tiểu đường này, nói chung là từ cái quả nhỏ này rất là nhiều chất dinh dưỡng. Ai mà bị cái gì thì nên xem và tìm hiểu trên các kênh của Đông Y, các cái thảo dược tự nhiên chúng ta dùng rất là tốt ạ. Chúng ta uống Tây Y thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó lại có hay bị tác dụng phụ. Còn cái quả nhầu hoặc cái cây thuốc thảo dược quanh vườn đó, thảo dược tự nhiên thì nó đỡ được cái vấn đề tác dụng phụ nhé. Quả rất là đẹp, sắt rất là đẹp. Này đi sấy thì nữa là càng đẹp hơn nữa.
thiệt, nóng quá. Quả nhau thì nó rất là nhiều khoáng chất, trong quả nhau này rất là đặc biệt. Cái mùi của nó thì hơi khó ngửi nhưng mà rất là tuyệt vời. Cái này thì rất là dễ trồng và dễ sống. Này chỉ cần một cây bé bé thôi thì trong vòng một năm cái hạt này lên thì nó sang năm thứ hai nó quả rất là nhiều. Cái này làm nước ép nhàu vẫn ngon nhé các bạn. To nhé. Thì thưa với quý cô bác anh chị thì cái quả nhầu này hột nó nhiều, toàn hột không à, hạt nó nhiều lắm, giống như ta cắt ra như cái hạt của cây chuối hột. Đây. Đó là cái này thì mình ăn được, cái này ăn nó hơi hôi hôi nhưng mà nó tốt. Hạt nhiều cứng lắm. Quả nó chín rồi. Quả nó chín nó vào rồi. Quả ngọt lắm. Nước ép nhỏ cũng ngon lắm á. Hạt nó cứng quá. Rất là tốt các bạn. Ngon.